Ok, như vậy là chúng ta vừa mới tóm lược khoảng 200 năm lịch sử, ba cuộc cách mạng và ba bản tuyên ngôn. Nói thật là không thành công lắm vì dài quá. Không biết là thỉnh giả đã ngủ gục hết chưa, nhưng mà bây giờ mới đến phần chính của podcast. Thế thì câu hỏi đặt ra là câu chuyện về tuyên ngôn độc lập, ngoài những cái trận chiến ác liệt và những con người vĩ đại, thì chưa thấy rõ nó thay đổi thế giới ở chỗ nào. Mà Jefferson lại nói là tuyên ngôn độc lập Mỹ thay nghèn trong nó số phận của cả thế giới. Để có thể cùng nhau dò dẫm tìm câu trả lời Thì đầu tiên phải hỏi anh Tiến một câu rất là oddly normal là Tuyên ngôn độc lập là gì? Ở Việt Nam thì chúng ta được học cái bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh Ở trong chương trình văn học, đúng không? Văn học cấp 2 Cho nên là mọi người thường nghĩ nó là một cái tác phẩm văn học Nhưng mà thực tế thì tuyên ngôn độc lập, declaration Thực chất nó lại là một cái loại văn bản pháp lý ví dụ như là trong hệ thống pháp luật của nước Anh thì kỳ thứ 18 thì declaration là một cái loại văn bản. Trong đó thì có một cái bên gọi là nguyên đơn, tức là người viết đơn ấy. Họ giải trình những khiếu nại rồi kiến nghị rồi kêu ca những cái vấn đề của mình một cách chi tiết. Cái tuyên ngôn này nó giống như là hiến pháp rồi luật rồi nghị định văn kiện là những cái văn bản được, được quy định ở trong hệ thống pháp luật. Đây là một cái loại văn bản có mục đích, có quy tắc được viết theo những cái thể thức được định trước thể hiện ý chí của một cái thực thể pháp lý chứ không phải là một tác phẩm văn học mà tác giả có thể viết theo tùy ý thích của mình. Hiện nay thì thể loại văn bản này vẫn được sử dụng rộng rãi ở Âu Mỹ. Các bên khi ra trước tòa án theo hệ thống pháp luật Anh Mỹ thì sẽ được yêu cầu lập một cái văn bản tuyên thệ là oath hoặc là tuyên ngôn declaration để cam kết là mình sẽ thành thật trước tòa. Mọi người có thể Google cái cái hai cái văn bản này ở trên mạng ấy, sẽ có rất là nhiều mẫu. Thì nếu mà anh dối trá thì tức là anh làm trái với cái tuyên thệ này và sẽ bị pháp luật trừng phạt. Nghĩa là nó có tính chất ràng buộc. Anh đã tuyên ngôn là anh phải thực hiện. Ok, đấy là tuyên ngôn. Thế còn tuyên ngôn độc lập? Tuyên ngôn độc lập là một cái trường hợp riêng của thể loại tuyên ngôn, declaration này, được các quốc gia mới thành lập dùng để tuyên bố lý do tại sao họ lại độc lập. Và nó cũng có tính chất ràng buộc pháp lý tương tự. Tức là thực thể đưa ra cái tuyên ngôn sẽ phải thực hiện đúng những cái gì nêu ra ở trong đó Đến nay trên thế giới thì có khoảng đâu đấy hơn 100 cái tuyên ngôn dạng này và tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ chính là tác phẩm đầu tiên và cũng là cái khuôn mẫu cho các tuyên ngôn độc lập ra đời về sau. Cái thể loại tuyên ngôn độc lập này nó nằm trong dòng chảy chung về tư duy lập pháp của phương Tây với lịch sử kéo dài hàng ngàn năm từ cái thời Hy Lạp La Mã đến nay. Trong thế giới đó thì nói chung là họ có rất là nhiều quy tắc chuẩn mực, có quy định chung. Tất cả những cái giới luật ra rồi chính trị ra là bắt buộc phải tuân theo chứ không phải là thích làm gì thì làm một cái đặc điểm quan trọng khác của cái thể loại tuyên ngôn là nó được viết để cho cụ thể một số đối tượng ví dụ như trong bản tuyên thệ trước tòa thì đó là dành cho thẩm phán và bồi thẩm đoàn còn trong trường hợp của các tuyên ngôn độc lập thì nó không phải là đứng trước tòa nữa mà là đứng trước cộng đồng thế giới dành cho các nước khác trên thế giới họ đọc và họ họ xem là có đồng tình với cái lập luận này không còn cái đối tượng thứ hai là chính là người dân ở trong nước Um, tí nơi khúc này cho em hỏi là như vậy ba cái bản tuyên ngôn mà mình nhắc đến á lúc đầu là của Mỹ nè Pháp và Việt Nam thì cái đối tượng khán giả sẽ là ai? Có thể nói thì tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ nó là một cái văn bản mà có mục đích hướng tới theo cá nhân của anh nghĩ là cộng đồng quốc tế nhiều hơn khoảng tới 70 còn trong nước chắc khoảng tới, đầu tới thôi. đấy đâu đấy 30 thôi lý đó chính là thời điểm mà cái tuyên ngôn này ra đời ý, thì chiến tranh Anh Mỹ thực tế là đã diễn ra rồi nó là một cái cuộc nội chiến giữa một bên là uh, chính quyền trung ương ở Anh và một bên là chính quyền thuộc địa ở Bắc Mỹ. 13 bang thuộc địa ở Hoa Kỳ là một phần lãnh thổ không có tranh chấp của nước Anh muốn tách ra độc lập. Cái bản tuyên ngôn độc lập này được chính quyền địa phương họ viết ra để tuyên bố lý do vì sao tôi muốn độc lập. Không còn liên quan và phụ thuộc vào chính quyền trung ương nữa. Có thể hiểu nôm na là con cái tuyên bố là từ mặt bố mẹ đổi sang họ khác ở thời điểm đó thì đa số người dân thuộc địa Mỹ họ đã một phần nào đấy là ủng hộ chính quyền địa phương như là phần đầu chúng ta đã đã phân tích rồi nên đối với người dân ở thuộc địa thì văn bản này không nó mang tính thông báo nhiều hơn là thuyết phục tuy nhiên với các quốc gia khác thì họ chưa biết đến cái lý lẽ của người Mỹ thông thường các quốc gia khi mà họ thấy những cái cuộc chiến ly khai như thế này thì họ sẽ phản đối vì sao? Bởi vì là nếu một ngày đẹp trời một cái tỉnh của họ cũng đòi đi khai, đòi thành lập một nước riêng thì họ sẽ xử lý như thế nào? thì họ mặc định họ cứ phản đối chính sách đế khai đã như vậy là có nghĩa là khả năng cao là họ sẽ không công nhận độc lập của Mỹ mà cái việc được công nhận thì nó sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng ngay từ thời cổ xưa thời Mỹ ấy. bởi vì là không được công nhận thì không có giao thương không có buôn bán không thể ký kết các hiệp định thương mại và cũng không thể có liên minh quân sự đó là tình trạng mà ngày nay chúng ta gọi là kiểu cấm vận ấy nếu Hoa Kỳ giành được độc lập nhưng mà ví dụ như là không thể buôn bán với châu Âu thì độc lập cũng không để làm gì khi mà thuế rồi tự do thương mại là một trong những lý do chính mà họ đặt ra là bởi vì là chính quyền Anh đặt thuế quá cao chẳng hạn. Bây giờ họ không có cái quyền thương lượng thuế với cả người Pháp thì họ cũng không làm cách mạng làm gì cả. À chính vì vậy nên cái đoạn đầu tiên trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ là đoạn kính thưa bồi thẩm đoàn đúng không anh? Ý em là bình thường khi nhắc đến những cái như là tuyên ngôn độc lập mọi người hay nhớ đến à, khổ về những cái quyền con người trước tiên. Ví dụ như tuyên ngôn của Việt Nam thì cũng bắt đầu bằng câu tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Nhưng thực ra Tuyên ngôn Mỹ, một văn bản pháp luật được bắt đầu bằng việc tuyên bố lý do. Lý do là như thế này, trong tiến trình phát triển của nhân loại, tại một số thời điểm, một dân tộc thấy cần phải giữ bỏ mối liên hệ chính trị ràng buộc họ với một dân tộc khác và giành lấy một địa vị riêng biệt bình đẳng trong hàng cường quốc trên trái đất. Đối tượng hướng đến hay bồi thẩm đoàn ở đây là The Powers of the Earth hay là các cường quốc trên trái đất lý do viết tuyên ngôn là vì a decent respect to the opinions of mankind tức là vì họ nghiêm túc tôn trọng phán xét của nhân loại nên họ cần tuyên bố những căn nguyên khiến họ phải ly khai những căn nguyên này được viết chi tiết trong phần tiếp theo là trích dẫn luật lập luận về quyền con người quyền của one people và một cái list of grievances tức là những cái cáo trạng vạch tội vua george the third cụ thể đã vi phạm các cái quyền luật trong hiến pháp, hiến trương thuộc địa, thông lệ quốc tế về Code of Conduct trên biển như thế nào. Tương tự thì đến khổ cuối kết luận, chúng tôi, những người đại diện cho Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, thông qua quốc hội này, appeal to the Supreme Judge of the World, tức là đề nghị đứng phán xét tối cao chứng giám cho ý định đúng đắn của chúng tôi. Cái này làm em nhớ đến tập đầu tiên của phim John Adams. À, với vai trò là luật sư biện hộ cho quân lính Anh trong vụ Boston Massacre. Thì câu cuối của ông ấy, à, ông ấy đã nói với bồi thẩm đoàn là Gentlemen of the jury, I submit to your candor and justice, the prisoners and their cause. Đúng vậy, vì tuyên ngôn Mỹ hướng đến cộng đồng quốc tế là chính. Nói cách khác là cái bình thường mà bất thường ở đây là người Mỹ họ muốn có độc lập, independence, nhưng cái thực chất họ muốn lại là interdependence, tức là trở thành một phần trong cái network của các quốc gia trên thế giới. trong khi đó, tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền thì lại không phải là một bản tuyên ngôn độc lập. nước pháp khi đó vẫn đang là một quốc gia độc lập rồi. mục tiêu của cái bản tuyên ngôn đó là hướng tới đối tượng nội địa nhiều hơn, có thể nói là đến 80, 90%. khi mà bản tuyên ngôn ra đời thì quốc hội pháp vừa mới thành lập, ờ, nó chưa có một cái cơ chế phân chia quyền lực rõ ràng giữa nhà vua và quốc hội. nhà vua thì chỉ miễn cưỡng chấp nhận là quốc hội do sức ép của quần chúng được vũ trang do đó quốc hội sẽ cần một cái văn bản pháp luật chính thức để giới hạn quyền lực của nhà vua và trao quyền cho quốc hội và chính quyền mới được soạn thảo một cái bản hiến pháp dài hàng trăm trang sẽ mất nhiều thời gian do đó cái tuyên ngôn được soạn thảo và thông qua nhanh chóng để buộc nhà vua phải thông qua rồi tuân theo cũng như là để thông báo đến toàn thể người dân pháp cái mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của chính quyền mới còn tuyên ngôn độc lập của việt nam có thể coi là tương đối đồng đều giữa đối nội và đối ngoại chắc yếu đấy khoảng 50-50 đi về khía cạnh đối nội thì bản tuyên ngôn cần thuyết phục được toàn thể người dân Việt Nam ủng hộ chính quyền mới ủng hộ cách mạng điều này chúng ta đã được nghe phân tích nhiều rồi trong sách giáo khoa rồi trong chương trình học phổ thông ờ, còn về khía cạnh đối ngoại thì việc được các nước đồng minh công nhận đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ được độc lập sau này nếu chúng ta chỉ cần có được một trong các quốc gia là Mỹ này Anh hoặc là Liên Xô công nhận ở thời điểm năm 1945 thì có lẽ Việt Nam đã tránh được cả hai cuộc chiến với Pháp và Mỹ sau này như vậy là chúng ta có thể tuyên bố độc lập nhưng mà cái sự độc lập đó có hiệu lực hay không thì lại phụ thuộc vào việc là nước khác có công nhận hay không ạ à? ừ thì bây giờ cậu tưởng tượng như này là cậu thắng Bitcoin này có rất là nhiều tiền cậu mới ra giữa Thái Bình Dương chiếm một hòn đảo hoặc là mua một hòn đảo của một cái quốc gia nào đấy chẳng hạn này 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 trang mà thắng Bitcoin thịt thì trang không vì gì phải ra đảo nhá ví <laughs> dụ không, không lấy không ra đảo thích đi đâu L ừ. lên châu nam cực vậy nhá lên đấy cắm một ngọn cờ xí một mảnh đất thế thế xong rồi uh, viết một cái tuyên ngôn độc lập hùng hồn tuyên bố độc lập thế, cậu nghĩ là như thế có được không chắc chắn ừ. là không rồi đúng không đấy thế thì đầu tiên um, cái mà mình phải hiểu ấy đấy là đòi độc lập tức là đòi cái gì thực chất ở đây đòi đòi độc lập chính là đòi chủ quyền và chủ quyền sovereignty ấy, cái khái niệm này nôm na dễ hiểu nhất có thể thì đấy là quyền của một cái thực thể chính trị chẳng hạn như là chính phủ Việt Minh chẳng hạn có thể self-govern tức là tự trị mà không bị bất cứ một thế lực bên ngoài nào quan thiệp cái chính phủ này được các thực thể có chủ quyền khác đồng thuận, công nhận với một cái vị thế bình đẳng ngang hàng và một cái điểm cực kỳ quan trọng nữa là có danh giới lãnh thổ hay nói cách khác là giới hạn phạm vi tự trị xác định thế nên ta mới hay nghe thấy cái cụm từ là bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là vậy đấy thì tóm lại nếu cậu tuyên ngôn mà thằng hải nó không công nhận nó ở tít bên đại tây dương đem quân sang thái bình dương đánh cậu mà hải để lại hay chơi game biết nhiều chiến thuật nó mạnh hơn đánh thắng cậu chẳng hạn thì cậu không có chủ quyền mà không có chủ quyền thì không thể bảo vệ được độc lập đúng không từ đấy suy ra là sẽ có trường hợp được công nhận và trường hợp không được công nhận À tiến tiến anh giải thích về uh, sovereignty với cả nation state đi. Ok, ở đây nó có mấy cái khái niệm mà nó thực sự rất là lục bùng. Này, nation này, state này, sovereign state này, rồi lại sovereign nation state này. Nói chung là nói một hồi thì, ví dụ như dân vân thì với anh quang thì chắc còn nghe còn hiểu chứ còn ví dụ trình độ kiểu trang thì chắc là thôi thì không nói nữa. <laughs> Nhưng mà không ai hiểu em mà ngăn cả. <laughs> <laughs> ok ok nhưng mà thôi cũng phải cố phải giải thích để uh, cho các bạn thính giả cùng nghe đầu tiên chúng ta có cái cặp khái niệm state và sovereign state thì ở đây thì state về sovereign state là những cái thực thể chính trị còn lát nữa thì chúng ta sẽ phân tích là nation là những cái thực thể có thể gọi là chính trị hoặc không thì state thì tiếng Việt ta thì hay dịch ra được là bang hoặc là vùng lãnh thổ được định nghĩa là một cái vùng đất có dân cư này có thể chế nhà nước này có pháp luật riêng biệt ví dụ như là việt nam có hai tỉnh nghệ an và thanh hóa là hai cái vùng đất riêng biệt có dân cư và lãnh thổ khác nhau tuy nhiên thì đây không phải là hai cái bang bởi vì là có bộ máy chính quyền thì rất là giống nhau đều do chính quyền trung ương từ hà nội bổ nhiệm và đều tuân theo một cái luật pháp chung của việt nam nên là ta chỉ gọi là tỉnh thôi còn ví dụ sang mỹ ở mỹ nó có bang ví dụ bang new york và bang california là hai cái bang rất lớn chẳng hạn thì cũng giống như là thanh hóa nghệ an họ có lãnh thổ và dân cư riêng biệt Tuy nhiên thì mỗi bang này có chính quyền riêng, nghĩa là chính quyền của bang là do người dân ở trong bang bầu ra, chứ không phải là do chính quyền trung ương cử xuống. Tổng thống Mỹ hoàn toàn là không phải là sếp hay là không có quyền quản lý hay là miễn nhiệm thống đốc các bang. Vì vậy các bạn đọc tin ở Mỹ thì sẽ thấy là các bang ở Mỹ thường xuyên là chống lệnh chính quyền trung ương rồi bóp chát thay đôi với tổng thống rồi sẵn sàng chính quyền địa phương sẵn sàng kiện chính quyền trung ương ra tòa án tối cao ngay lập tức gần đây nhất thì nếu mà đọc báo các bạn sẽ thấy là tin thống đốc Florida là ông DeSantis ông ấy chống lệnh đeo khẩu trang bắt buộc của chính quyền trung ương do tổng thống Biden ban hành khiến cho ông Biden thì chỉ trích Florida không ra gì sau khi nghe được cái chỉ trích đấy thì phóng viên mới hỏi ông DeSantis là ông có ý kiến gì không thì ông này mới nói là I don't want to hear a bleep about COVID from Biden kiểu như là tôi yếu muốn nghe cái gì Biden nói về COVID đấy thì nói chung là bởi vì ông santis không phải là do ông biden bổ nhiệm hay ông ý là do hai cái luồng hoàn toàn khác nhau do hai cái kỳ bầu cử khác nhau bầu ra cho nên là trẻ ông nào sợ ông nào cả thì đấy là, là state còn ngoài ra thì ở mỹ nó cũng có những cái bộ luật liên bang quy định chung nhưng mà mỗi bang cũng có hệ thống pháp luật và tư pháp riêng điển hình như là có nhiều bang đã cho gọi là hợp pháp hóa việc hút cần marijuana nhưng mà nhiều bang khác lại là phạm pháp thì mỗi bang là có một cái hệ thống pháp luật là là khác biệt này rồi bây uh, chúng ta quay sang cái khái niệm uh, sovereign state thì sovereign state là vùng lãnh thổ có chủ quyền trong ví dụ trên thì chúng ta thấy là New York là một cái vùng lãnh thổ có nhà nước và có pháp luật riêng tuy nhiên thì New York lại không có chủ quyền bởi vì là vì sao bởi vì họ đã đồng thuận và trao cái chủ quyền đó cho một cái thực thể là uh, liên bang hợp Trung quốc Hoa Kỳ thì các bạn có thể coi là cái 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 vùng lãnh thổ có chủ quyền ấy, nó chính là quốc gia. Ừ, hôm nay thì làm em nhớ đến một cái quyển sách nói về việc hợp bang của Mỹ được đặt tên là Signing Their Rights Away. Chính là việc uh, trao sovereignty cho chính quyền liên bang này đúng không? Ừ, đúng, chính, là, chính xác là như vậy đấy. Thì nói sâu thêm một tí nữa là chủ quyền thì nó là một tập hợp rất là nhiều quyền và rất là phức tạp. Thực ra mọi người có thể google hoặc là tra sách cho nhanh, mình cũng chả nhớ hết được ở đây. Nhưng mà cứ nói những cái quyền cơ bản nhất nhé thì cái quyền đầu tiên nó chính là cái quyền tổ chức nhà nước, tổ chức chính quyền, rồi ban hành pháp luật, rồi thành lập quân đội, tuyên bố chiến tranh, rồi buôn bán ngoại thương với nước ngoài, ký kết hiệp định quốc tế, nói chung là rất là nhiều quyền. Một cái vùng lãnh thổ như là New York chẳng hạn, họ vẫn có thể thành lập chính quyền và ban hành luật pháp, nhưng họ không thể trực tiếp ký kết hiệp ước với bất cứ cái nước nào chẳng hạn. Ví dụ muốn ký hiệp ước trực tiếp với Việt Nam là không được. Họ muốn ký với Việt Nam thì họ sẽ phải thông qua nhà nước liên bang rồi nhà nước liên bang ký với cả Việt Nam Do vậy thì họ chỉ là một cái vùng lãnh thổ, chứ không phải là một vùng lãnh thổ có đầy đủ chủ quyền. Nói chung là tóm lại các bạn hay nghe những cái thời sự có những cái đoạn là Olympic được tổ chức bởi uh, được tổ chức với sự tham dự của 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thì quốc gia ở đây tương đương với sovereign state, còn vùng lãnh thổ là state. Này như vậy em hỏi ngu thì có nghĩa là Hồng Kông và Taiwan là state, tức là nó là vùng lãnh thổ nhưng mà không có chủ quyền đúng không? OK, anh xin phép được trả lời khôn là đúng là <laughs> như vậy. Uh, cái này là như thế này, uh, Hồng Kông với cả Thái Oan được coi là hai cái vùng lãnh thổ của một quốc gia thống nhất là là Trung Quốc. Thì cả cái nước Trung Quốc họ coi như là chỉ có một cái chủ quyền thôi, một cái sovereign thôi. Còn hai cái Hồng Kông với với Thái Oan là họ sẽ share cái sovereign đấy với cả China. Còn uh nãy quay lại câu hỏi ban đầu ấy, chúng ta có một cặp khái niệm tiếp theo là nation với nation state dân tộc và quốc gia dân tộc đầu tiên là nation đây là một cái khái niệm nó có rất là nhiều định nghĩa thì về cơ bản nation như chúng ta hay dịch nó là dân tộc là một cộng đồng người rộng lớn sống cùng nhau cùng chia sẻ các giá trị văn hóa rồi lịch sử như nhau nhưng mà nation thì nó rất là đa dạng chúng ta sẽ có một số trường hợp như sau này một là một nation nhưng mà lại có nhiều state Ví dụ như là Bắc Nam Triều Tiên Họ thì đều thống nhất tự nhận là người Triều Tiên Tức là chung một dân tộc, chung một nation Nhưng mà bởi vì có cái sự khác biệt về ước hệ Cho nên là cái nation này được chia thành hai quốc gia Hai cái sovereign state khác nhau là Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc Tức là một dân tộc hai quốc gia Trường hợp thứ hai là một cái sovereign state có thể có nhiều nation Ví dụ như là Liên Hiệp Anh gồm có bốn nation Là England, Wales, Scotland, và North Ireland. Đây là bốn cộng đồng có cái lịch sử rồi văn hóa rồi ngôn ngữ tôn giáo khác biệt nhưng họ đồng thuận gia nhập vào một cái liên hiệp chung. Và trong cái mối quan hệ giữa nation với state có một loại hình quan hệ rất là dị của châu Âu thời trung cổ được gọi là personal union. Không biết dịch tiếng Việt là gì luôn, chưa chưa thấy ai dịch. Thì cái personal union là như thế này. Ở châu Âu thời trung cổ thì khi mà chuyển ngôi vua, người ta sẽ coi trọng dòng dõi hơn là quốc tịch. Tức là nếu mà vua Anh qua đời mà không có người nối dõi trực tiếp thì họ sẽ chuyển ngôi cho người họ hàng gần nhất của ông này. Bất kể là cái người họ hàng đấy có phải là người Anh hay không. Và trong nhiều trường hợp thì cái người họ hàng này lại còn đang làm vua của một nước khác không liên quan gì đến nước Anh cả. Thì nó sẽ dẫn đến những cái trường hợp gọi là hai nước chung một vua gọi là Personal Union. Union ở đây là kiểu như là hai nước có sự kết hợp và personal có nghĩa là chỉ có ông vua đấy là cái sự kết hợp ấy thôi chứ hai nước ấy chả có quan hệ gì với nhau cả một cái cụ thể cái trường hợp là liên hệ anh là như sau ở đến đầu thế kỷ thứ 17 thì anh và Scotland vẫn là hai cái vương quốc hoàn toàn độc lập England và Scotland đấy nhưng mà đến năm 1603 thì nữ hoàng Elizabeth đệ nhất của anh qua đời mà không có con nối dõi thì cái người bà con mà gần nhất với cái bà nữ hoàng này thì là vua James đệ lục của uh, Scotland thì ông ông này thì có mẹ là công chúa Anh gả cho vua Scotland thì khi mà ông vua James này đưa lên làm vua của cả Scotland lẫn England thì ông ấy đã cố gắng sát nhập hai nước với nhau để thành cái liên hiệp Anh Great Britain sau này nhưng mà cũng có nhiều trường hợp khác là có những cái nước chỉ chung vua trong một thời gian ngắn sau đấy khi mà ông vua đó chết thì hai nước lại chọn hai ông vua khác nhau ví dụ như là vua Tây Ban Nha từng có một thời gian làm vua Hà Lan nhưng mà sau đấy thì Hà Lan tìm một cái chế độ tìm một cái ông vua khác. Cuối cùng trường hợp thứ ba là trường hợp nation và state trùng nhau. Thì chúng ta có khái niệm nation state hay còn gọi là sovereign nation state, tức là một quốc gia cũng đồng thời là một dân tộc. Thì ví dụ Việt Nam là một cái trường hợp điển hình cho cái trường hợp này. Đấy, thế thì quay lại trường hợp của các thuộc địa Mỹ khi mà tuyên bố độc lập thì cái mà họ đang muốn làm là đòi chủ quyền là thứ mà trước đó họ không có bởi vì cũng như Scotland hay là Swain thì họ là một phần của đế quốc Anh. Cái mà họ cần bây giờ uh, thì là cái sự công nhận của cộng đồng quốc tế và để đạt được điều này thì họ sẽ phải trình bày các cái lập luận pháp lý dựa trên luật pháp quốc tế để thuyết phục các nước khác chấp nhận mình. Thế thì luật pháp quốc tế về việc công nhận một quốc gia độc lập có chủ quyền thì là gì hả em? Trái ngang là chưa có luật À mà đúng hơn thì là luật chưa rõ đúng không anh Tiến? đầu tiên là phải xem cái luật này là luật gì đã chúng ta có cái khái niệm là công pháp quốc tế hay là public international law là luật điều chỉnh quan hệ giữa các chủ thể quốc tế như là giữa các quốc gia hay là tổ chức quốc tế với nhau nó khác với tư pháp quốc tế mà là cái mà chúng ta hay gặp ấy, là private international law là luật điều chỉnh mối quan hệ giữa các cá nhân hay là doanh nghiệp với nhau Ở cái thời điểm tư quyền độc lập hoa kỳ được viết ra ấy thì công pháp quốc tế chưa có một cái quy định rõ ràng là điều kiện độc lập là gì nhưng có thể kể đến một số cái tiền lệ, ví dụ như là hòa ước Westphalia năm 1648. Đoạn này thì sẽ phải giải thích dài dòng một chút, mọi người cố gắng lắng nghe này. Ờ, cái hòa ước Westphalia là một cái hiệp ước được ký kết để chấm dứt cuộc chiến tranh 30 năm, The 30 Years' War, là một thời kỳ đặc biệt rối loạn trong lịch sử châu Âu. Khi mà những cái mâu thuẫn về quyền lực kinh tế rồi chính trị đan xen giữa các nước châu Âu khiến các nước này luôn luôn trong tình trạng chiến tranh, đánh giết lẫn nhau khiến hàng triệu người chết trong 30 năm liền. Người ta ước tính là trong giai đoạn này thì khoảng 20% dân số châu Âu bị chết bởi chiến tranh. Ở những cái cuộc chiến tranh kéo dài vô tận như vậy là bởi vì ở cái thời kỳ này có những cái hình thức liên minh thường rất là phức tạp. Chúng ta có thể hiểu đơn giản như thế này. Ví dụ như là ở nước Pháp có ba phe A, B, C đánh nhau để giành ngôi vua Pháp. Phe A thì lại có họ hàng với cả vua Anh. Phe B thì có chung một cái tôn giáo với vua Tây Ban Nha còn phe C thì thường xuyên buôn bán và có mối quan hệ thân thiết với cả vua phổ. Tuy là việc ba phe A, B, C đánh nhau là việc nội bộ của pháp, nhưng vì những cái mối quan hệ rắc rối vừa nêu á, thì cả ba nước tây ban nha, phổ cũng tham gia vào cuộc chiến tranh này. Những cái nước tham chiến thì lại kích hoạt các nước đồng minh khác của họ ở châu âu cũng tham gia cùng. Không chỉ dừng ở đó thì các nước này còn kích động các phần tử phản đối trong những cái nước đối địch với mình cùng nổi dậy, cùng hình thành những cái phe A, B, C đánh nhau tứ tung không có hồi kết sau rồi đánh nhau mãi thì hại quá là nhiều mà không có phe nào thắng được bởi vì cứ phe nào thắng thì bên phe bên kia lại kích hoạt nội chiến ở cái nước thắng cuộc nước nào cũng bị chia năm sảy bảy đánh chém lẫn nhau nên tất cả các nước phải ngồi lại để ký kết một cái hòa ước gọi là hiệp ước Westphalia trong cái hiệp ước Westphalia này thì người ta đã đặt ra những cái nguyên lý để vừa rồi sau này người ta bổ sung dần dần thành 6 cái nguyên tắc thứ nhất là mọi nhà nước đều bình đẳng về mặt pháp luật thứ hai là Mỗi nhà nước đều được hưởng mọi quyền được tịnh sẵn bởi chủ quyền đầy đủ của mình. Thứ ba là mỗi nhà nước đều phải tôn trọng thực thể pháp lý của các nhà nước khác. Thứ tư là tính toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của mỗi nhà nước là bất khả xâm phạm. Thứ năm, mỗi nhà nước có quyền lựa chọn và phát triển các hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của riêng mình. Và thứ sáu, mỗi nhà nước phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế của mình và chung sống hòa bình với các nhà nước khác. Cái mô hình Westphalia này được coi là cái điểm khởi đầu của sự hình thành của công pháp quốc tế. Trong đó thì nhấn mạnh các quốc gia đều bình đẳng với nhau và phải tôn trọng chủ quyền của nhau, không được can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Nếu mà cái phe ABC ở Pháp như cái ví dụ lúc nãy ấy, đánh nhau, thì dù những cái nước khác có quan hệ họ hàng thân thiết đến đâu, thì họ cũng không được phép can dự vào việc của nước Pháp. Nếu mà chiều chính xác theo cái bộ quy tắc này, thì việc Anh và 13 thuộc địa Bắc Mỹ đánh nhau là việc nội bộ của Anh các nước khác không được phép can thiệp do đó việc đầu tiên người mỹ phải làm là tuyên bố chúng tôi là một cái nước độc lập thì khi đó thì không phải là chuyện nội bộ của anh nữa rồi các nước khác có thể tham gia vào mà không bị vi phạm những cái quy tắc trong hiệp ước này Vâng, những cái principle ở trong Westphalia ấy, thì nó cũng được tổng hợp lại trong một cái quyển sách dày cộp về công pháp quốc tế thời đấy tên là The Law of Nations or Principles of the Law of Nature Applied to the Conduct and Affairs of Nations and Sovereigns viết bởi một luật sư người Thụy Sĩ tên là Emer de Vettel năm 1758. Thì Ben Franklin, ông ấy được bạn gửi cho ba bản sao của cuốn sách này năm 1775 và sau đó thì nó đã được các thành viên ở trong Congress thường xuyên tham khảo. Bởi vì là again, họ muốn được cộng đồng quốc tế công nhận thì họ sẽ phải tuân theo các cơ sở pháp lý và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên có một vấn đề quan trọng là mặc dù cuốn sách này nói đến các nguyên tắc về chủ quyền như là các quốc gia thì có tự do này, có độc lập bình đẳng với nhau và phải tôn trọng các thông lệ, quy tắc hành xử giữa các nước với nhau. Thế nhưng đây lại là luật dành cho các quốc gia đã tồn tại chứ không hề nói đến việc làm thế nào để mà khai sinh ra một quốc gia mới hay là một cái quốc gia mới toanh thì cần thực hiện thủ tục gì để mà đạt được cái chủ quyền mà họ mong muốn thì ở thời kỳ này khi mà có tranh cãi về chủ quyền ấy, thì nó chỉ là cái chuyện công nhận ông nào mới là truyền nhân đích thực của hoàng gia à, em họ bên nội hay là cháu ba đời bên ngoại được nối ngôi hoặc là ông nào được giáo hoàng sắc phong mà thôi nói cách khác thì chủ quyền nằm ở nhà vua bởi vì nhà vua có thiên mệnh hoặc là được Chúa trời giao phó thì việc 13 thuộc địa Mỹ đòi độc lập chủ quyền rõ ràng là chưa hề có tiền lệ vì thế thế nên tuyên ngôn độc lập Mỹ nó đã mở ra một cái cuộc đi gắt gao giữa các luật sư chính trị gia và các triết gia về cơ sở pháp lý để mà công nhận độc lập chủ quyền cho một quốc gia mới kéo dài suốt từ thế kỷ 18 cho đến tận ngày nay ừ. vậy thì tiêu chí nào thì một thực thể được coi là một quốc gia mới tiêu chí nào để để mà đánh giá 13 thuộc địa Bắc Mỹ là một nước mới hay chỉ là 13 cái tỉnh phản loạn của nước Anh. Ờ, đây quả là một câu hỏi hốc hiểm thì cuối cùng thì cho anh hỏi là các cái cha già dân tộc Mỹ thì họ đã làm thế nào để biện luận cho cái việc ly khai của họ. Ừ, đây chính là cái chìa khóa làm thay đổi thế giới đấy anh. <laughs> Như em nói là trong phần đầu ấy về cách mạng Mỹ thì trước khi quyết định độc lập trong Congress của Mỹ họ đã đi bếp liên tục về các cái quyền con người, quyền công dân rồi thì quyền của thuộc địa à, họ biện dẫn luật từ rất là nhiều nguồn nào thì uh, Natural Laws, luật tự nhiên này rồi uh, từ God, Chúa Trời the, the Principles of English Constitution tức là các cái nguyên lý của Hiến pháp Anh và Charters and Compacts tức là các hiến chương và các luật của thuộc địa thì những cái hệ thống luật này nó trồng chéo lên nhau và nói thật là cuối cùng thì họ nhất trí claim vậy thôi chứ thật ra các cha già dân tộc Mỹ họ cũng không hoàn toàn chắc chắn về cái formulation của mình. Ừ, nếu mà bật TV xem Quốc hội Việt Nam họp bàn sửa đổi các luật thì các bạn cũng có thể phần nào cảm nhận được cái mớ bong bong này. thực ra là anh không bật TV lên xem Quốc hội Mỹ thì nó cũng bong bong y như thế anh ạ. Quốc hội Anh em cũng thấy cũng thế, nói chung là đều mớ bong bong cả. Nói chung là bong bong từ phía đúng không anh? Đấy, quay lại thì khi Thomas Jefferson viết tuyên ngôn độc lập là ông ấy dựa trên cái nền tảng những cái lúc debate về về luật về quyền đấy. Thế nhưng dĩ nhiên không thể dài dòng lê thê ôm hết chi tiết lập luận của những cái cuộc tranh cãi đó vào. Phải lựa chọn những cái nguyên lý phổ quát nhất để mà nó make sense và nó appeal với cộng đồng quốc tế là những cái người chưa chắc đã nắm rõ hiến pháp Anh hay là hiến trương thuộc địa Mỹ thì cuối cùng ông Jefferson ông quyết định là ok dùng quyền tự nhiên của con người và consent theory là lý thuyết về đồng thuận để mà làm nền tảng cho cái việc tuyên bố độc lập. Thì thứ nhất, quyền con người ở đây là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những cái quyền này là từ natural law, tức là đến từ tự nhiên được tạo hóa ban cho tất cả mọi người. Thế nên nó self-evident và unalienable, tức là cái chân lý hiển nhiên và bất khả xâm phạm thứ hai consent theory lý thuyết đồng thuận thì cái này chúng ta đã nhắc đến trong cái phần khế ước xã hội ở tập leviathan và kẻ mọi dợ ấy. thì khác với cái tư tưởng cũ là nhà vua nắm thiên mệnh thế nên vua được trị vì thì consent theory bảo là mục đích của nhà nước là để bảo vệ natural rights bảo vệ các cái quyền tự nhiên của con người nói trên và quyền lực của nhà nước đến từ sự đồng thuận của người dân từ đó suy ra nếu mà lòng dân không thuận thì họ có thể hủy bỏ cái khế ước xã hội đó và thiết lập nên một nhà nước mới. Tức là việc 13 colonies ly khai ra khỏi Anh và trở thành 13 cái free independent states có độc lập chủ quyền, bình đẳng với các nước khác trên trường quốc tế để mà bảo vệ quyền tự nhiên của người dân Mỹ thì nó cũng là một điều hiển nhiên do laws of nature and nature's god entitle them tức là cũng do tạo hóa ban cho với những cái lập luận này, vô hình chung, sovereignty đã được transfer from the king to the people. Độc lập chủ quyền bây giờ lại nằm ở nhân dân, chứ nó không còn nằm ở nhà vua và thiên mệnh nữa. Thì cái việc chuyển giao chủ quyền từ vua sang dân này là điểm chung của cả ba bản tuyên ngôn của Mỹ, Pháp, Việt Nam mà chúng ta đã nhắc đến. Ngoài ra ở đây Jefferson đã thách hai clip. Cái clip cái thứ nhất đấy là Generalize to Individual Rights, quyền con người của cá nhân, sang thành quyền của A people tức là quyền của tập thể của một dân tộc. Cái clip thứ hai là từ natural law sang positive law. Natural law thì là luật tự nhiên, phổ quát áp dụng cho tất cả, mang tính đạo đức và thường là không thay đổi, ví dụ như cái việc giết người là xấu chẳng hạn. Còn positive law là những cái thỏa thuận về quy tắc ứng xử trong xã hội, ví dụ như chuyện các nước phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của nhau chẳng hạn. Thì positive law nó khác với natural law ở chỗ là nó không fix mà nó có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo văn hóa. Và muốn thực thi thì phải có sự chấp nhận, sự đồng thuận của các bên tham gia. Thế thì ở đây Jefferson bảo là cá nhân có quyền sống, uh, quyền tự do mưu cầu hạnh phúc bởi vì đấy là natural law. Ok, nhưng mà bảo vì chúng tôi tự do nên chúng tôi nghiễm nhiên có chủ quyền. Uh, thì thật ra cái này mọi người bảo là ông ấy hơi ăn gian. Uh, bởi vì chủ quyền nó chỉ có thể có được từ positive act tức là khi các nước khác công nhận mà thôi. Trên thực tế thì các luật tự nhiên đơn giản về quyền sống, tự do, mưu cầu hạnh phúc đấy, nó thậm chí chưa đủ để đảm bảo tương tác hòa bình ổn định giữa các cá nhân với nhau, chứ đừng nói đến tương tác giữa các cái nation states. Đó là lý do vì sao ngay lập tức sau đó có rất nhiều những cái bài phản biện gay gắt từ phía các cái chính trị gia, luật sư và triết gia trong công luận Anh bác bỏ những cái lập luận của các thuộc địa Mỹ. Ví dụ có một bài gọi là Answer to the Declaration của John Lynn là một cái bài point by point rebuttal bẻ lại từng điểm trong tuyên ngôn Mỹ. Um, ông ta đã so sánh các cái thuộc địa Mỹ với nhân vật hải tặc lừng danh thời đó. Uh, rất tiếc là anh này chỉ tên là Captain Kidd chứ không phải là Captain Jack Sparrow. Thì lúc đó Lynn đã mỉa mai rằng là Mỹ có thể cứ thế mà tuyên bố độc lập thì Captain Kidd cũng có thể tự coi mình là một hoàng tử À, bình đẳng ngang hàng với các đế quốc hàng hải khác và ông ta có thể tránh bị truy tố hình sự có đúng không? À, bên cạnh đó thì ông ta cũng chỉ trích Mỹ là đạo đức giả khi mà nói rằng là tất cả các nhân loại đều bình đẳng trong khi họ vẫn giữ nô lệ. Tương tự thì Jeremy Bentham là triết gia nổi tiếng với những học thuyết về công lý và pháp luật cũng đã chỉ trích Mỹ trên góc độ luật pháp. À, ông ta nói rằng lập luận về quyền tự nhiên bất khả xâm phạm là một cái rhetorical nonsense hay là một thứ mà hoàn toàn vô lý. Bởi vì cái khái niệm rights quyền chỉ có ý nghĩa khi mà nó đến từ positive act đến từ một sự công nhận của một cơ quan lập pháp hiện tại. Lúc đó ở Mỹ thì có một cái gọi là Continental Congress hay là Quốc hội lục địa Mỹ thì cái đó chưa được quốc tế công nhận là một cơ quan lập pháp. Vì vậy nên là ông ấy nói là tuyên ngôn độc lập là văn bản pháp luật do cơ quan này soạn ra nên nó nằm ngoài khuôn khổ của công pháp quốc tế. A mere declaration alone could not constitute independence; it could only announce what had already been achieved by other means. Tóm lại là bài toán con gà quả trứng, nhà nước để ra luật hay là luật để ra nhà nước. Ở ừ, bên cạnh đấy thì còn là câu chuyện về hệ quả mà cái tuyên ngôn độc lập Mỹ nó gây ra cho hệ thống luật pháp quốc tế, laws of nations nữa. Thứ nhất về mặt lịch sử. Thì rule of thumb là khi một quốc gia đã xác định được độc lập chủ quyền rồi Thì nó resistant to further secession or claim to independence Tức là nó chống ly khai Vậy thì nếu đồng ý cho Mỹ là một bộ phận của Anh độc lập Thì tiếp theo chẳng có gì ngăn cản California là một bộ phận của Mỹ tuyên bố độc lập cả Các bạn có nhớ vụ Calexit đòi ăn theo Brexit không? Thứ hai là như vậy điều kiện như thế nào? thì sẽ được cho độc lập đâu là điều kiện cần đâu là điều kiện đủ ok ở mỹ đã có de facto independence rồi tại vì họ đã tự trị họ đã tự có chính phủ quân đội riêng để bảo vệ lãnh thổ và ngăn cản những cái can thiệp từ bên ngoài sau đó thì họ còn được pháp công nhận nữa nhưng mà pháp thôi thì có đủ không nếu mà thêm một số cường quốc châu âu nữa công nhận mỹ thì có đủ không hay là phải được mẫu quốc là anh công nhận thì mới đủ để coi họ là một quốc gia độc lập thì đây là lập luận của một cái ông luật sư người Đức tên là JCW von Steck, ông này cho rằng là nền độc lập của Mỹ nó không có ý nghĩa pháp lý nếu như không có sự công nhận chính thức từ phía nước Anh. Tức là vào cái thời điểm đó việc pháp công nhận Mỹ là quá sớm, là premature và phải đợi mãi cho đến tận tầm năm 1783 thì Đế quốc Anh mới chính thức công nhận Mỹ và học giả người Anh Edmund Burke, ông ấy đã nói như thế này một quốc gia khai sinh bằng một bản tuyên ngôn là một cái giống loài hoàn toàn mới ở trên trái đất. Nó đã làm thay đổi cục diện quan hệ quốc tế, cân bằng và hấp dẫn quyền lực giống như cách một hành tinh mới xuất hiện làm thay đổi toàn bộ hệ mặt trời vậy. Ừ, những cái tranh cãi này nó vẫn kéo dài rất là lâu đến cả trăm năm sau đấy. Đến tận năm 1933 thì có một cái hiệp ước gọi là Công ước Montevideo về quyền và nhiệm vụ của các quốc gia được Hoa Kỳ và các nước châu Mỹ ký ở cái thành phố cùng tên ở Uruguay thì mới có những cái quy định rõ hơn một chút. Có bốn cái quy định, một là dân cư ổn định lâu dài, hai là có lãnh thổ xác định, ba là có chính phủ độc lập và bốn là có khả năng tham gia vào các quan hệ quốc tế. Nhưng mà rõ ràng là bốn cái tiêu chí này vẫn rất là mô hồ, đúng không? Ví dụ là quay lại trường hợp là Trang có tiền Bitcoin, Trang đi mua một cái hòn đảo ở giữa Thái Bình Dương liệu là cái hòn đảo đấy có được công nhận là quốc gia khi mà tuyên bố độc lập hay không? Theo bộ tiêu chí này là không bởi vì là trên đảo không có dân cư ổn định sinh sống lâu dài. Nhưng nếu mà trang và gia đình chuyển thì đó sống thêm độ vài trăm năm nữa, sinh ra khoảng vài trăm bạn trang phẩy chẳng hạn thì ok là có thể. Nhưng cái bộ tiêu chí này chúng ta nên nhớ là đây là bộ tiêu chí của thế kỷ 20, thế kỷ 20 mới có, thế kỷ 18 thì không có gì cả. Nhưng mà chúng ta cứ lý cố bưng cái bộ tiêu chí này quay lại đánh giá 13 cái thuộc địa Bắc Mỹ thì sao? thì chúng ta thấy là 13 cái thuộc địa này nó khó được coi là một nước mới mà chỉ có thể coi là 13 tỉnh phản loạn của Anh mà thôi. Nhưng mà thực tế lịch sử diễn ra là sau khi Hoa Kỳ tuyên bố độc lập, Pháp vẫn công nhận Hoa Kỳ, rồi sau đó Anh thua trận, Anh cũng công nhận. Pháp thì đã rõ ràng rồi, bởi vì Pháp họ như chúng ta phân tích lúc nãy là Pháp thì muốn Anh suy yếu, còn Anh thì muốn tiếp tục buôn bán với Hoa Kỳ, cho nên là cũng công nhận. Thì nó tạo ra một cái thực tế là chưa chắc chính quyền Pháp hay chính quyền Anh đã đồng ý với những cái luận điểm của tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Nhưng việc họ công nhận thì nó đã coi như là hợp thức hóa những cái luận điểm đó. Nhưng chúng ta đã phân tích thì cái việc hợp thức hóa này về sau đã châm ngòi cho cái cuộc cách mạng Pháp và việc công nhận Hoa Kỳ cũng tạo thành một cái tiền lệ hay còn gọi theo ngôn ngữ của tòa án là án lệ án lệ nói chung là các bạn có thể chúng ta theo hệ thống luật pháp Việt Nam thì không rõ nhưng mà theo hệ thống luật pháp Anh Mỹ thì án lệ là những cái lập luận phán quyết ở trong một cái bản án cụ thể vì cái cuộc sống vô cùng đa dạng nên pháp luật không thể quy định hết các trường hợp cụ thể nên là khi có một vụ việc được tòa án phán xử thì cái phán quyết đó sẽ được coi là một điều luật nhỏ bổ sung vào cái điều luật những cái luật mà đã có hiện hữu cho nên là cái việc Mỹ được công nhận đối với hệ thống công pháp quốc tế nó giống như là một cái án lệ là cứ nước nào mà giống Mỹ thì cũng sẽ được công nhận. À, như vậy em hiểu là tới năm 1933 thì mới có cái gọi là Montevideo Convention, nhưng mà có vẻ là cái Montevideo Convention này nó cũng không có làm cho công pháp rõ ràng hơn được bao nhiêu hết. Thế tới năm 1945 thì sao hả anh? Tiêu chí nào để một quốc gia được cộng đồng quốc tế công nhận là một cái quốc gia độc lập? Và cái cộng đồng quốc tế vào năm 1945 rốt cuộc là bao gồm những ai? và tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Lúc đó thì có thuyết phục được họ hay không? Xin phép trả lời nhanh luôn câu cuối cùng, đấy là không. Mặc dù chính quyền nhà Nguyễn đứng đầu là Bảo Đại đã được các nước công nhận và Bảo Đại đã tuyên bố chuyển giao quyền lực cho chính quyền Việt Minh, thế nên uh, tuyên ngôn độc lập của Việt Nam về lý lẽ còn strong hơn tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Dù vậy nhưng mà nói thật là vẫn không thuyết phục được ai. Uh, không có quốc gia nào công nhận nước Việt Nam độc lập vào năm 1945 cả. cái thực tế này để hiểu tại sao thì chúng ta quay lại cái thời điểm tháng 9 năm 45 đấy là cái thời điểm mà phát xít nhật đầu hàng phe phát xít thì đã thu cuộc rồi chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc vận mệnh thế giới lúc này nằm trong tay năm cường quốc thắng trận đấy là mỹ này liên xô này anh là ba nước mạnh nhất đóng vai trò chủ yếu nhất còn hai trong năm nước còn lại là pháp và trung quốc thì trước chiến tranh thì pháp có vai trò và vị trí tương đương với anh Tuy nhiên là bởi vì họ thua trận cho nên là vị trí bị giảm sút nhiều. Còn Trung Quốc khi đó là nước đông dân nhất thế giới nhưng mà nền kinh tế còn kém phát triển, lại còn bị nội chiến chia đôi bởi quốc dân đảng và cộng sản đảng. Cho nên là cũng không mạnh lắm. Quyền quyết định là nước nào được độc lập, nước nào không độc lập thì gần như là rơi hết vào bộ ba là Mỹ, Liên Xô và Anh. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 thì trên thực tế là Việt Minh đã tiến hành cách mạng thành công trên hầu hết cả nước đại đa số người dân ủng hộ cách mạng. Về mặt tối nội thì tuyên ngôn độc lập khi đó chỉ mang tính chất là củng cố lại và làm rõ hơn tính chính nghĩa của cuộc cách mạng. Nhưng mà cái việc cần kíp hơn là về mặt đối ngoại. Tuyên ngôn có cái cái sứ mệnh là về thuyết phục người đọc. Mà người đọc đây chính là chính quyền các nước phương Tây, quan trọng nhất là Mỹ và Anh. Phần nào đó là Pháp, công nhận độc lập và chủ quyền của nước Việt Nam mới. Ừ, đúng thế. Lúc này thì các cường quốc ngoại trừ Liên Xô Uh, không biết Hồ Chí Minh và Việt Minh là ai cả. Hồ Chí Minh thì vốn là đại diện của quốc tế Cộng sản và Liên Xô gửi sang lãnh đạo Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng ở thời điểm này thì người Nga vừa mới đánh nhau với Đức xong, thiệt hại vô cùng nặng nề, lại còn phải chia sức để mà thiết lập hệ thống các cái nước Cộng sản mới ở Đông Âu. Nên là muốn tránh tham gia vào những cái tranh chấp ở miền Đông Nam Á xa xôi. Tình hình ở Việt Nam lúc này do Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc quyết định trong đó mỹ là mạnh nhất và có tiếng nói quyết định nhất để được mỹ công nhận thì chúng ta sẽ phải viết lý giải theo các thông lệ của công pháp quốc tế cái bản tuyên ngôn độc lập cũng cần phải viết theo chuẩn tắc của quân pháp quốc, của công pháp quốc tế đó có lẽ là một trong những lý do chính vì sao chủ tịch hồ chí minh chọn trích tuyên ngôn độc lập hoa kỳ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền ngoài ra thì cái cấu trúc chúng ta thấy là cấu trúc và hành văn của tuyên ngôn độc lập việt nam nó cũng hết sức tương đồng với cả cái bản của hoa kỳ thế nhưng cùng một cấu trúc đó, cùng một lập luận đó. Việc có được công nhận hay không thì nó còn phụ thuộc rất là nhiều vào toàn tính lợi ích của các nước lớn và thực tế diễn ra trên chiến trường như thế nào. Đến tận năm 1954 khi mà đánh thắng Pháp ở Điện Biên Phủ thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới được các nước là Mỹ, Anh, Pháp công nhận. Dù cái luận điểm của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó thì cũng không khác gì mấy năm 45. Cái đó ngày nay chúng ta hay gọi là khi anh thành công là việc gì anh cũng đúng đấy khi mà chúng ta thắng Pháp rồi thì chúng ta nói gì thì các nước khác họ cũng sẽ công nhận. Còn năm 45 thì chúng ta chưa có gì cả. Nên là chưa ai công nhận cả. Bây giờ quay lại cái thời kỳ năm 45 thì Tổng thống Mỹ khi đó là Franklin Roosevelt. Ban đầu ông ấy chủ trương là thúc giục các nước thực dân châu Âu trao trải độc lập cho tất cả các thuộc địa thông qua tổ chức trưng cầu dân ý. Còn riêng với trường hợp Đông Dương, tức là ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia thì ông Roosevelt này thậm chí còn muốn áp dụng chế độ quân quản của Liên Hợp Quốc tức là cái chế độ mà giống như áp dụng cho nước Đức sau Thế chiến. Ông Roosevelt ông đã đưa ra cái kế hoạch này ở hội nghị Yalta và Tehran. Đặc biệt là trong cái bức thư ngày 24 tháng 1 năm 1944 thì ông Roosevelt viết cụ thể gửi cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Anh là Anthony Eden. Nguyên văn là không nên trao trả Đông Dương cho Pháp mà phải đặt dưới sự ủy thác quốc tế. Tuy nhiên thì các đồng minh của Mỹ ở châu Âu trong đó nổi lên hai quốc gia có nhiều thuộc địa nhất ở châu Á là Anh và Pháp lại không có đồng quan điểm với Mỹ. Chủ trương của Anh là quyết tâm duy trì thuộc địa phương Đông, còn chủ trương của Pháp là chiếm lại Đông Dương bằng mọi giá sau chiến tranh. Trước cái thái độ của hai cái ông đồng minh thân cận này thì ông Roosevelt cũng do dự, ông ấy không có một thái độ dứt khoát nào. Lý do chính khiến Roosevelt có thái độ như vậy là ông ấy sợ mất lòng nước Pháp, bởi vì sau chiến tranh Pháp vẫn còn một cái vị trí rất là quan trọng và có một cái thường trực trong Hội đồng Bảo an. Thì đấy là lý do chính, có thể coi là lý do chính vì sao chúng ta đã không nhận được sự ủng hộ của Mỹ. Ở ừ, lúc này thì Hồ Chí Minh đã thấy rõ được thái độ lưỡng lự của chính phủ Mỹ đối với Việt Minh và đã nhiều lần cố gắng thuyết phục Washington thông qua các cái phái bộ OSS nhưng mà không thành công. Cụ thể là chỉ sau hơn một năm đất nước giành được độc lập thì Hồ Chí Minh đã 8 lần gửi thông điệp, thư, điện cho Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ giới thiệu tình hình Đông Dương, đề nghị Hoa Kỳ công nhận nền độc lập của Việt Nam góp phần ngăn chặn cuộc chiến tranh xâm lược do thực dân Pháp gây ra ở Đông Dương. Đấy là trích nguyên văn. À, qua đó thì cho thấy là ông đã thực sự dốc tâm để tìm kiếm cái sự ủng hộ của người Mỹ đối với nền độc lập non trẻ của Việt Nam và xây dựng quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. À, tuy nhiên thì Harry Truman, cái tổng thống Mỹ tiếp sau Roosevelt thì đã ngả hoàn toàn về phía người Pháp. Nước Mỹ đã hoàn toàn im lặng trước các thông điệp gửi đi từ phía Việt Minh và hậu quả là Pháp đã gửi quân quay lại Đông Dương, chiến tranh diễn ra và phần còn lại thì đã trở thành lịch sử. Vậy cuối cùng vẫn là the pen, the ship and the gun. Thế còn hiện giờ thế giới hiện đại thì sao anh? Về sau thì quyền lực của các cường quốc trên thế giới đã được thể chế hóa lại thông qua việc thành lập Liên Hợp Quốc. Các nước tham gia Liên Hợp Quốc đều phải ký và tuân thủ một cái văn bản gọi là Hiến chương Liên Hợp Quốc. Nôm na là một bản quy tắc chung để đảm bảo các tranh chấp giữa các quốc gia có thể giải quyết bằng phương pháp hòa bình, tránh một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba diễn ra. Trong đó, cơ chế Liên Hợp Quốc thì quyền lực quan trọng nhất thuộc về một cơ quan gọi là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên. Trong đó có 5 thành viên là vĩnh viễn, có veto power và 10 thành viên được bầu luân phiên đại diện cho các châu lục. Năm thành viên vĩnh viễn chính là năm cường quốc thắng trận trong thế chiến thứ hai là Mỹ, này Liên Xô, này rồi Liên Xô sau này thành Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc. Quyền lực tối cao của Hội đồng Bảo an thể hiện ở hai điểm. Thứ nhất là Hội đồng Bảo an có quyền đề cử thành viên mới vào Liên hợp quốc để Đại hội đồng Liên hợp quốc, tức là tất cả các thành viên bỏ phiếu phê chuẩn. Trên thực tế, một quốc gia mà đã được Hội đồng Bảo an đề cử thì gần như là chắc chắn sẽ thành thành viên mới của Liên hợp quốc, tương đương là được các quốc nước khác công nhận là một quốc gia mới có độc lập chủ quyền. Thứ hai là Hội đồng Bảo an có quyền ra lệnh cấm vận hoặc là cho phép các quốc gia thành viên tấn công một quốc gia hoặc là vùng lãnh thổ gây nguy hại đến hòa bình thế giới. Cơ chế quyết định của Hội đồng Bảo an là bỏ phiếu theo số đông, nhưng năm nước thành viên thường trực có một đặc quyền là quyền phủ quyết. Tức là nếu mà một trong năm nước này bỏ phiếu chống thì Hội đồng Bảo an không thể ra bất cứ quyết định nào được. Nói chung là nghe thì nó phức tạp đúng không? Thì chúng ta cứ thể diễn nôm ra như thế này. Cứ coi cả thế giới là một ngôi làng. Trong mỗi một ngôi làng thì có một hộ gia đình. Hiện giờ đâu đấy thì có khoảng trăm chín mấy hộ gia đình. Ấy thì tất cả các hộ gia đình trong cái làng này cùng ký vào một cái hương ước và chọn ra 15 gia đình gọi là máu mặt nhất trong làng vào một cái gọi là hội đồng làng. Trong cái hội đồng này thì có năm ông giàu nhất này, có sừng có mỏ nhất thì luôn luôn có một ghế cố định. Còn 10 ghế còn lại thì dân trong làng luân phiên nhau bầu ra. Ví dụ có một cái nhà kia có hai anh em là Tí với Tèo. À, hai cái anh này thì trước giờ sống chung hòa thuận nhưng mà bây giờ xung đột lợi ích tranh chấp đất đai nên là anh tèo muốn tách ra thành một cái hộ riêng ờ, thì nếu mà ví dụ anh này muốn tách như vậy thì anh phải đầu tiên anh phải xin phép năm cụ máu mặt nhất trước nếu mà năm cụ này đồng ý thì sẽ xin tiếp đến 10 cụ mà được bầu luân phiên ấy để có được đa số 15 cụ đồng ý và và đặc biệt là không được cụ nào trong năm cụ trưởng đạo lắc đầu thì anh ấy sẽ được phép là đi làm một bữa khao làng và nếu mà dân số đa số dân số trong làng đồng tình thì anh ấy được tách hộ tức là được coi là một quốc gia mới thì Nôm Na nó là như thế ừ. nhưng mà cho đến tận ngày nay thì loài người vẫn chỉ có những cái tiêu chí khá mơ hồ để mà một quốc gia công nhận một quốc gia mới đúng không anh? Và tranh cãi về chủ quyền uh, với cả tuyên ngôn ấy thì nó vẫn còn đấy. Nhưng bao lâu nay chúng ta vẫn nghe trên tivi, vẫn thấy những cái từ khóa như là Kosovo hay là Đài Loan chẳng hạn thì quyết định công nhận quốc gia mới là một cái quyết định chính trị uh, nói thật là dựa trên quyền lợi của quốc gia đi công nhận nhiều hơn là dựa trên quy định chung của luật pháp quốc tế. qua cái thảo luận vừa xong thì ta thấy là Mỹ dùng quyền con người để mà đòi chủ quyền. Mặc dù là cái lý lẽ này của họ về mặt luật pháp thời đó mà nói thì cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng mà cuối cùng vì Mỹ thành công nên là nó vẫn trở thành án lệ quan trọng để mà những nước sau này như là Việt Nam viện dẫn khi tuyên bố độc lập. Và bây giờ thì cùng với những cái quy tắc về công nhận chủ quyền lãnh thổ kia, nhân quyền nó cũng là một phần quan trọng của luật pháp quốc tế mà chúng ta vẫn nghe Như là cái tuyên ngôn quốc tế và nhân quyền Năm 1948 của Liên Hợp Quốc đúng không nào Thế thì nhân quyền Như anh nhớ trong tập um, Leviathan của bạn Hùng Bạn ấy còn nói là nó đến từ Chúa uh, Theo lý luận của John Locke Đúng không hả em Ôi anh ơi, nhân quyền thì nó lại là Một cái rabbit hole nữa mà nói thì Không biết đến bao giờ mới hết uh, Xem nào um, Mainstream thinking thì là vậy À, bởi vì là tư tưởng của john locke à, về nhà nước thì có ảnh hưởng lớn đến các cha già dân tộc của mỹ khi mà họ xây dựng mô hình chính trị rồi thì hiến pháp cho hoa kỳ thế nhưng mà để nói cái nhân quyền mà được nhắc đến ở trong tuyên ngôn độc lập mỹ ấy, nó có phải đến từ locke hay không thì còn khá nhiều tranh cãi à, dân chuyên sử nghiên cứu họ còn đi soi từng từ từng chữ xem là jefferson có bao giờ trích dẫn locke hay không rồi kiểm tra danh mục sách được ship đến các cái thư viện của thuộc địa Mỹ xem là ông tác giả nào có nhiều ảnh hưởng. Thì cái mảng nghiên cứu này nó được gọi là intellectual history, tức là lịch sử nhưng mà không phải về các sự kiện mà là lịch sử của ideas, của các khái niệm và các cái trường phái tư duy. Thì nói về history of human rights có một cái quyển của bà Lynn Hunt tên là Inventing Human Rights: A History Quyển này thì theo hướng mainstream cho rằng khái niệm nhân quyền nó đến từ phong trào Enlightenment ở Anh, thời John Locke. À, mặc dù bài cũng công nhận là vào tầm trước năm 1789 thì cái cụm từ Rise of Man, à, quyền của con người, nó hầu như không xuất hiện trong tiếng Anh. Tuy nhiên thì bài vẫn cho rằng người ta à, thay đổi dần dần nhờ những cái English hoặc là Scottish Enlightenment ideals à, của John Locke chẳng hạn. Nhưng sau đấy thì lại có một ông tên là Peter de Paula ngồi phân tích những cái text corpus tiếng Anh của thời kỳ thế kỷ 17-18 để xem là khi người dân ở đấy, thời kỳ đấy họ nhắc đến khái niệm quyền thì thực sự ý họ là gì? Và kết luận của ông ý là những cái mà người ta nhắc đến trước năm 1776 ở tuyên ngôn Mỹ ấy, thì nó khác hẳn với cái universal equal rights, tức là nhân quyền bình đẳng cho tất cả mọi người mà trong tuyên ngôn độc lập Mỹ Thomas Jefferson đã viết và trong tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền của Pháp cũng đã đưa ra Tóm lại thì uh, sau khi em check thêm khoảng uh, gần chục quyền về history of human rights Thì tới giờ em thấy là um, có vẻ là không Cái nhân quyền trong tuyên ngôn độc lập uh, của Mỹ về Pháp nó không đến từ John Locke Và thật ra nó cũng hơi khác so với luật quốc tế về nhân quyền ngày nay ừ, Cụ thể là sao? Em có thể nói nói, nói rõ hơn được không? ừm sao nào, thôi để em lại tóm tắt hết mức có thể. Còn ai thích thì đi đọc thêm nhé. Cái rights discourse tức là cái thảo luận trong xã hội về quyền con người này ấy, thì nó đã có từ rất rất lâu rồi. Uh, ví dụ từ năm 1215 cơ, thì thời đấy đã có hiến trương hoàng gia Anh về quyền gọi là monarchal, nhưng mà quyền ở đây là quyền cho những nhân vật quyền quý, các cái bá tước chẳng hạn, uh, bảo đảm cho họ không bị bắt giữ trái pháp luật và phải được hưởng cái sự xét xử công bằng. À, bên cạnh đó thì trong kinh thánh cũng có cái khái niệm là human dignity mà tiếng việt dịch là nhân phẩm ấy thì nghĩa gốc của dignity là dignitas nó có nghĩa là rank thứ bậc nên là thời xưa human dignity nó là dignity cho một số người cho tầng lớp aristocrat thôi chứ không phải là tất cả nhân loại bình đẳng nhé Thế thì cho đến thế kỷ 17-18, cái thời Enlightenment ở Anh và Scotland của John Locke ấy, thì người ta vẫn nghĩ là thứ bậc là một cái gì đấy rất rất tự nhiên. Nếu mà anh sinh ra ở trong nhà bá tước hay là vua chúa, thì nghiễm nhiên anh là better human being. À, anh là một cái con người tốt đẹp cao quý hơn so với em sinh ra trong nhà thường dân chẳng hạn. Nếu mà để ý thì thấy là trong lý luận của John Locke, quyền con người ở đây là life, liberty. And property, tức là quyền sống, quyền tự do và quyền sở hữu tài sản chứ không phải là quyền bưu cầu hạnh phúc nhé thì ông Locke ông ấy lấy ba quyền này để mà justify cái lý thuyết về nhà nước của mình và ông ấy bảo là mấy cái quyền này nó là God given đến từ chúa thế nhưng có một cái là nếu mà những cái quyền này đến từ chúa thì khi nhà nước uh, sinh ra để bảo vệ mấy cái quyền đó thì liệu nhà nước có thực sự tách biệt ra khỏi God hay không để mà có separation of church and state là cái thứ mà John Locke vẫn luôn uh, ủng hộ thì uh, các cái sử gia khi mà họ thảo luận về rights về quyền thời đấy ấy, um, họ thấy là nó là một cái hệ thống về những cái khái niệm rights, duties, privileges gắn chặt với nhau uh, quyền trách nhiệm thì lúc nào cũng đi liền với nhau và nó được xác lập bên trong một cái thể chế chính trị xã hội hoặc là đạo đức tôn giáo không có cái thể chế này thì cũng không có mấy cái quyền đấy Tức là người ta Mặc dù người ta gọi nó là natural rights Nhưng mà thật ra nó phải là positive rights Thì đúng hơn à, Bên cạnh đấy thì John Locke Ông ấy cũng không hề viết là tất cả mọi người sinh ra bình đẳng nhá kể cả nói là nếu mà con chiên tất cả đều bình đẳng trước Chúa thì cũng chỉ là bình đẳng theo cái nghĩa là spiritual status trong cái nỗ lực để mà cứu rỗi linh hồn của họ thôi chứ không phải là bình đẳng trong civil status tức là cái vị thế ngang hàng trong xã hội dân sự. Này, thế thì cái universal equal rights trong tuyên ngôn của Pháp Mỹ không đến từ Locke thì đến từ đâu nhỉ? Um, các học giả như kiểu ông Jonathan Israel thì cho là nó đến từ một cái trường phái gọi là radical enlightenment mọi người có nhớ lúc nãy khi mà mình nói đến chính trị pháp ấy thì có hai phe moderate và radical cãi nhau đúng không thì cái tranh cãi giữa phe moderate và radical ở pháp ấy nó tương tự như federalist và republican ở mỹ ngay sau đấy thì thật ra những cái tranh cãi này nó là do khác biệt giữa hai nhánh triết học của cái thời kỳ enlightenment phe moderate và Federalist thì theo truyền thống của English Scottish Enlightenment, theo học thuyết của các triết gia như kiểu John Locke uh, và Thomas Hobbes, thì họ ủng hộ Aristocratic Republicanism, tức là mô hình chính phủ của Anh, quyền lực vẫn nằm trong tay một nhóm tinh hoa và quyền của dân thì hạn chế thôi, bởi vì là họ sợ đám đông nó sẽ nổi loạn như kiểu mấy cái mob ở ngục Bastille ấy. Còn Fair Radical và Republican thì họ lại theo Radical Enlightenment ủng hộ democratic republicanism, tức là ủng hộ dân chủ cộng hòa, quyền lực nằm trong tay nhân dân, dân có quyền bình đẳng tự do, đặc biệt là tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, như là viết ở trong cái tuyên ngôn nhân quyền dân quyền của Pháp ấy. Thì uh, radical enlightenment nó là một cái phong trào triết học của những cái người mà hồi đó họ gọi là philosopher ở cả châu Âu lẫn châu Mỹ. Trong đấy có rất nhiều học giả người Pháp như là Diderot, này, Guillaume, uh, Grenal là những cái người có ảnh hưởng lớn đến mấy ông như là ông Marquis de Condorcet lúc nãy mình nói. Ấy. Thì uh, Ben Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine uh, dựa trên những cái mà các ông ấy viết thì người ta cũng cho là cái tư tưởng tự do, quyền con người thể hiện trong khái niệm Rise of Man uh, mà các ông ấy nhắc đến là đến từ Radical Enlightenment. Uh, nói chung thì đây là một cái phong trào quốc tế mang tính cosmopolitan. Các philosopher thời đấy họ viết báo viết luận, thư từ trao đổi với nhau xuyên biên giới. Uh, họ không còn chỉ là người Mỹ, người Anh hay người Pháp nữa mà tất cả là công dân của một cái gọi là republic of ideas, uh, nôm na là nền cộng hòa của những ý tưởng. Và những cái idea của radical enlightenment về quyền tự nhiên, cái sự bình đẳng hay là không tin vào Christian God, uh, Thiên Chúa mà lại tin vào tạo hóa, rồi thì nhà nước dân chủ cộng hòa nơi mà công dân được trao quyền nhưng mà phải có thương lượng trong xã hội với nhau để mà có thể đạt được cả tự do phát triển cá nhân lẫn cái sự hợp tác trong xã hội để mà có thể tạo ra common good này ấy. thì nó là từ Baruch Spinoza là triết gia của thời kỳ Golden Age ở Hà Lan cơ chứ không phải là John Locke với Spinoza, um, human nature không phải là man is created in the image of God mà bản chất của con người là free-thinking being là những cái sinh vật có tự do trong uh, suy nghĩ, tự do trong tư tưởng. Thì do đó, vai trò của nhà nước sẽ là để bảo vệ freedom of inquiry tức là bảo vệ cái sự tự do tư duy đấy. Cái natural rights ở trong triết học của Spinoza thì nó cũng không phải là quyền theo nghĩa luật pháp xã hội công nhận hay là chúa trời ban cho mà nó là power to act given moral values and environmental conditions tức là cái sự tự do được làm tất cả những gì có thể miễn là nó không trái đạo đức và được hoàn cảnh cho phép thì Spinoza ông ý đồng ý với Hobbes rằng state of nature nó rất là loạn nếu mỗi người cứ phải lo ngay ngáy chống chọi thiên tai thú dữ rồi lo chống lại kẻ địch thì cuộc đời nó sẽ vô cùng ngắn ngủi và tồi tệ. Thế nên khi có nhà nước, mới nghe thì tưởng là tự do bị giảm đi, nhưng thật ra thì lại là ngược lại. Bởi vì nghĩ mà xem, nếu nhà nước đặt ra luật lệ phù hợp để tổ chức xã hội, đảm bảo an toàn tính mạng, đảm bảo cho mỗi cá nhân những cái nhu cầu thiết yếu mà anh ta không thể một mình tự mình sản xuất được. Uh, cũng như là không để số đông hay là tôn giáo áp đặt một lối tư duy lên con người thì rõ ràng là anh ta sẽ không phải lo những cái đấy nữa và có năng lượng cũng như là thời gian để làm những cái thứ khác chẳng hạn như đi học này, đi nghiên cứu, đi sáng tác để mà từ đấy có thể trở thành con người lý trí thoát khỏi những cái kiểm tỏa của những cái ham muốn thông thường để mà được tự do về mặt tư tưởng thì đấy mới là phát triển thành một con người đúng nghĩa mới là fulfillment và human flourishing tóm lại là có nhà nước thì tốt hơn là không có nhưng mà rất tiếc là các nhà nước thì lại không được created equal nhà nước nào khôn ngoan thì sẽ nỗ lực để bảo đảm những cái thiện trí và sự hợp tác của công dân và sẽ khuyến khích tranh luận khuyến khích cải cách miễn là nó được diễn ra một cái hòa bình còn nếu không khôn ngoan thì cứ đi áp đặt siêu thuế với những cái tín ngưỡng như các bạo chúa thời anh pháp vẫn làm thì khi đấy uh, họ sẽ bị thay thế bởi những cái mô hình tốt hơn mà thôi và Spinoza ông ấy thấy là dân chủ là mô hình tốt nhất để mà có được tự do và hợp tác xã hội uh, khi mà chúng ta đọc lại ngôn ngữ lý luận ở trong tuyên ngôn độc lập uh, của Thomas Jefferson viết để tuyên bố độc lập của hoa kỳ ấy, so sánh nó với triết học của Spinoza thì sẽ thấy có rất là nhiều điểm tương đồng uh, By the way thì uh, Einstein cũng là fan ruột của Spinoza đấy hả ạ à? nói vậy nhưng mà cũng phải nhấn mạnh lại là tuyên ngôn nó là một cái văn bản gọi là collective statement tức là nó thể hiện quan điểm của tập thể chứ không phải là cá nhân ờ, cho nên là cũng không thể viết cái tuyên ngôn theo ý của một ông jefferson hay là ông franklin được vào cái thời điểm mà tuyên ngôn độc lập của hoa kỳ ra đời thì quốc hội mỹ lúc đó còn chưa quyết định là sẽ lựa chọn mô hình nhà nước nào quân chủ hay cộng hòa hay là nếu mà có dân chủ thì sẽ dân chủ đến mức nào Uh, thêm một điểm nữa là tuy tuyên ngôn độc lập của Mỹ hay là Pháp thì đều nói rằng mọi người đều bình đẳng, all men are created equal nhưng ai được coi là man thì thì lại không có rõ người da màu rồi người phụ nữ da trắng thậm chí cả đàn ông da trắng mà không có cuộc cải thì lúc đó đều không được coi là con người nếu không được coi là man để nhận quyền bình đẳng phải mãi đến sau này người ta coi cái khổ thứ hai trong tuyên ngôn của Mỹ và những cái điều luật về nhân quyền trong uh, tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của pháp thành mục tiêu đấu tranh thì dần dần quyền bình đẳng mới được lan tỏa rộng ra. Vâng cái đấy đi, em hoàn toàn đồng ý. Thật ra um, Congress cái thời điểm đấy họ chấp nhận để cái câu tất cả con người có quyền bình đẳng vì tạo hóa cho họ những cái quyền đấy ấy, thì trước là vì họ muốn đòi quyền cho người Mỹ bình đẳng với người Anh, sau là vì họ muốn tranh thủ sự ủng hộ của các nước khác nữa. Chứ thật ra sau đấy khi mà mình nhìn vào thể chế chính trị của Mỹ cũng như cái um, đức tin vào Chúa Uh, sâu sắc ở trong xã hội của họ như thế thì khó có thể nói là họ theo radical enlightenment được. trong vấn đề nô lệ cũng vậy. các cha già dân tộc của mỹ ngày nay vẫn bị kêu ca vì là họ đã không sớm giải phóng nô lệ. trong khi uh, tuyên ngôn thì hô hào bình đẳng. chính ông thomas jefferson uh, là cái người viết tuyên ngôn. thì cá nhân ông ấy tin vào radical enlightenment ideal uh, có những cái thứ ông ấy làm theo. Uh, radical Enlightenment, chẳng hạn như là chính sách tự do ngôn luận này, tự do tín ngưỡng này. Uh, ví dụ như ở Virginia thì ông ấy um, làm một cái uh, gọi là Jefferson Bible bỏ các cái đoạn về chúa trời thế nhưng mà lại giữ lại những cái đoạn về đạo đức xã hội rồi thì ông này ông ấy có một cái ideal về uh, yeoman farmer ông ấy tin là những, chính những cái người nông dân nếu mà được bảo vệ để có cuộc sống đảm bảo có thể tự cung tự cấp thì họ sẽ là những cái công dân đức hạnh giữ gìn cho thể chế dân chủ được bền vững và ông này ông cực kỳ anti dân finance vì nghĩ rằng hội này sẽ làm lũng đoạn nền kinh tế khiến đất nước khủng hoảng nghe có như sấm chuyển không đấy thế nhưng mà uh, mặt khác thì Jefferson ông ấy lại vẫn giữ nô lệ và trong suốt thời gian làm tổng thống ông ấy không giải quyết được cái vấn đề này thế nên bị chỉ trích là đạo đức giả nói chung con người Jefferson thì vô cùng nhiều mâu thuẫn Thế nên ông ấy mới là một trong những cha già dân tộc có nhiều sách uh, tiểu sử nhất Các sử gia Mỹ thì họ bảo là họ thích viết về những người có tính cách phức tạp Nội tâm sâu sắc, nhiều chuyển biến Bởi vì từ đấy chúng ta học được nhiều điều Chứ không thích viết về anh hùng Có cuốn của Christopher Hitchens Đoạn kể về vụ Jefferson mua Louisiana với giá bèo bọt từ tay Napoleon Thì còn bảo cái hành động đấy rất là Leninist cơ Uh, các mà nói đi thì cũng phải nói lại life liberty and the pursuit of happiness rồi những cái enlightenment ideals về tự do ngôn luận tự do tín ngưỡng rồi tất cả bình đẳng đấy dù là nó vẫn chưa đạt được thậm chí là đến tận bây giờ nhưng mà nó có hai cái vai trò rất là quan trọng đối với xã hội Mỹ một là nó trở thành national identity căn tính quốc gia uh, như mình nói tập trước đấy thì cái national identity này nó hợp nhất cái hợp Trung Quốc mà dân đến từ bốn phương tám hướng trên khắp địa cầu Người ta không có chung màu da, chung lịch sử văn hóa Nhưng mà có chung ideology Ờ, cái thứ hai là nó trở thành động lực phát triển xã hội trở thành cái vision mà xã hội nỗ lực để hướng đến thì như Neil Ferguson ấy ông ấy cũng nói là mặc dù nhìn tình hình nước Mỹ bây giờ rất là thảm nhưng mà có một thứ khiến ông ấy có hy vọng vào tương lai đấy là những cái giá trị của một xã hội tự do nó là cái nam châm để hút nhân tài người giỏi từ khắp thế giới vẫn đổ về Mỹ dù là Trung Quốc có trả bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì đấy là cái khiến cho Mỹ sáng tạo và đổi mới nhanh hơn và um, out-compete in the long term Ở nghe cái idea của Radical Enlightenment Về nhà nước dân chủ Cộng Hòa Hay nói cách khác là quyền lực nằm trong tay dân Thì cái idea như vậy Nó cũng giống Việt Nam mình đúng không cậu? Um, về mặt ngôn ngữ thì uh, Tuyên ngôn độc lập của Việt Nam học hỏi theo tuyên ngôn của Mỹ và Pháp Thế nên cơ bản cái idea về quyền con người đấy Nó là idea của Radical Enlightenment nhưng mà về mặt cách thức của cách mạng thì uh, chủ nghĩa xã hội của chúng ta và radical enlightenment nó là hai cái worldview khá là khác nhau. Uh, radical enlightenment thì cho rằng nha yeah, thế giới vẫn còn nhiều wrong ideas nên là con người vẫn phải sống trong đói nghèo cơ cực. Nhưng mà nếu họ được giáo dục, được khai sáng với những cái idea đúng đắn hơn thì mọi thứ sẽ tốt lên. Các thể chế chính trị và nhà nước dân chủ cộng hòa mà họ tạo ra nó sẽ làm việc được hiệu quả hơn. Tóm lại là cái cần thay đổi nó là cách suy nghĩ của con người cần phải change thinking, change ideas. Thế còn chủ nghĩa xã hội thì lại cho rằng vấn đề nó không nằm ở nhận thức của người dân mà nằm ở các thế lực áp bức ở bộ máy kinh tế cơ. Thế nên chỉ cần thay đổi bộ máy, cướp chính quyền, cướp tài liệu sản xuất thì là được. À, cái này thì lại không liên quan gì đến khai sáng cả. Ờ, một cái điểm khác nhau nho nhỏ nữa là tuyên ngôn của Mỹ nói đến quyền của cá nhân được sống tự do, mưu cầu hạnh phúc Còn tuyên ngôn của Việt Nam, bác Hồ viết là quyền của tập thể, quyền của dân tộc Việt Nam được bình đẳng, được sống tự do và mưu cầu hạnh phúc Ơ ờ, nhưng lúc nãy thì Vân bảo là cái quyền con người trong các tuyên ngôn này nó khác với nhân quyền trong luật quốc tế ở thời hiện đại là sao hả em? Khác ở mục đích và cách dùng anh ạ trong tuyên ngôn độc lập Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền dân quyền của Pháp, Declaration of the Rights of Men and the Citizens, thì cái khái niệm Rights of Men, quyền con người của thế kỷ 18 này, nó được dùng để construct sovereignty, tức là để xây dựng khái niệm quốc gia, nhà nước, công dân, xây dựng chủ quyền rồi thì đấu tranh cho quyền công dân bình đẳng ở trong một nước. Sau đấy thì người ta hầu như không nhắc đến Rights of Men nữa, và lúc đấy thì nó hoàn toàn chưa được đưa vào thành luật quốc tế để mà bảo vệ quyền cho mỗi con người đâu. Sau đấy về đến thời Great Depression, đại khủng hoảng ấy, đến tầm những năm 1930, khủng hoảng nhiều quá thì người ta mới bắt đầu mất lòng tin vào thể chế dân chủ tự do. Thì có một số nước châu Âu họ mới muốn kiềm chế cái sự tự do, ít niềm tin vào tôn giáo này lại. Họ muốn dân chúng quy củ kỷ luật hơn, muốn làm cho chính trị nó có thêm một chút ảnh hưởng của tôn giáo. Nôm na là bảo thủ hơn, nhưng mà cũng đừng theo right wing quá vì không muốn một cái tình trạng chính phủ quá độc tài như là Hitler. Thế nên là họ mới bắt đầu đưa khái niệm Human Dignity ở trong Thiên Chúa vào chính trị, vào hiến pháp. Tóm lại là muốn xây dựng một cái gọi là Christian Democracy. Nhớ đảng của bà Angela Merkel ở bên Đức của anh ấy. Thì Christian Democracy, nôm na là dân chủ theo màu sắc Thiên Chúa, giới hạn quyền lực của chính phủ bằng khái niệm quyền và nhân phẩm con người, nhưng mà vẫn đưa xã hội vào khuôn khổ giáo lý nhiều hơn. Um, vậy là từ Rise of Man để mà xây dựng quốc gia chủ quyền Sau đó là Human Dignity để mà xây dựng xã hội dân chủ theo kiểu thiên chúa Tiếp theo, đến sau Thế chiến 2 thì ta có một cái mốc nữa Đấy là Universal Declaration of Human Rights Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948 Lúc đấy thì mà có cái cụm từ Human Rights mà chúng ta vẫn hay nghe Nhưng mà Human Rights này có giống với Human Rights theo cách hiểu của thời hiện đại chúng ta hay không? Thì nhiều học giả bảo là vẫn chưa cái tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền này cùng với công ước Geneva, công ước về diệt chủng và Nuremberg trials, tòa Nuremberg thì nó là bốn cái pillars của thời hậu chiến để mà giải quyết những vấn đề từ thời Great Depression. Tuyên ngôn nhân quyền 1948 thực chất là template cho một cái welfare state, tức là nhà nước sẽ phải lo dân sinh xã hội như thế nào để mà tránh những cái khủng hoảng dẫn đến chiến tranh như hồi xưa. Các phiên tòa Nuremberg có xét xử tội phạm diệt chủng nhưng mà nó không hẳn là focus vào vấn đề vi phạm quyền của cá nhân con người mà chủ yếu là để chống interstate aggression tức là cấm xung đột vũ trang giữa các nước công luận quốc tế thời đó thì họ vẫn chưa biết hết những cái tội ác diễn ra ở các trại tập trung vì các nạn nhân còn chưa kịp viết sách <laughs> nên là cái tranh luận về bảo vệ quyền con người giống như các cái diễn đàn quốc tế bây giờ thì là nó chưa phổ biến à mà nhân nói đến nuremberg trials thì uh, có một chút quan liên đến hoàn cảnh hiện nay của chúng ta đấy. Đấy là Nuremberg Code về việc cấm không được ép buộc con người tiêm cái gì vào cơ thể. Đây là hệ quả của những cái thử nghiệm lên cơ thể người ở các trại tập trung của Đức Quốc xã hồi xưa ấy. Thì bây giờ người ta đang viện dẫn cái Nuremberg Code này để mà phản đối cái vaccine mandate của một số chính phủ trong thời gian gần đây. À, quay lại, sau tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền năm 1948, thì khái niệm nhân quyền lại được phong trào giải phóng thực địa như là trường hợp Việt Nam chúng ta chẳng hạn dùng để mà diễn giải thành self determination, tức là quyền tự quyết và đòi độc lập. Hết cái movement đòi độc lập này thì tới những năm 70, người ta mới thấy là có rất nhiều nước đã độc lập, đã tự trị nhưng mà họ vẫn không thành công trong việc bảo vệ con người. Những quyền tự do như là freedom of speech, freedom of religion, uh, freedom of association của cá nhân vẫn bị vi phạm thường xuyên nên là các luật sư và tổ chức quốc tế thấy là họ cần phải can thiệp. Thì tới 1977 Amnesty International lại được giải Nobel cộng thêm sau khi mỹ rời khỏi việt nam thì các chính trị gia mỹ cũng bắt đầu theo đuổi một cái narrative mới cho chính sách ngoại giao của họ nên là cuối cùng thì human rights nhân quyền được đưa vào luật quốc tế và nó bắt đầu mang cái nghĩa mới là humanitarian intervention tức là can thiệp từ bên ngoài để mà bảo vệ cá nhân bị áp bức Tóm lại bây giờ thì nó không còn là cái để mà tạo ra một quốc gia nữa, hay là định hình thể chế chính trị xã hội theo hướng thiên chúa, mà là luật quốc tế để mà constrain states, tức là để các nước giám sát nhau hoặc là các tổ chức phi chính phủ giám sát các nhà nước, như cái cách mà Mỹ, Amnesty International rồi thì Human Rights Watch vẫn hay đưa ra các vấn đề nhân quyền ở Đông Nam Á chẳng hạn. Và rất hài là khi chuyển sang cái nuance này thì những nước bị kêu ca về vấn đề nhân quyền, họ cũng đổi bài luôn. Nếu như trước đấy họ vừa mới dùng quyền con người để mà đòi giải phóng thuộc địa, đòi tự quyết Thì bây giờ rất là nhiều ông quay ra bảo là um, Human rights nó là một cái ideology của phương Tây Các ông cứ cố impose, cố gọi ép nó vào chúng tôi Thì nó cũng như một dạng áp bức vậy Chúng tôi không công nhận Ngoài ra thì human rights bây giờ nó cũng đóng vai trò như những cái aspiration Những cái tiêu chí, mục tiêu phát triển để mà cải thiện kinh tế xã hội, đảm bảo cuộc sống con người hay là cái gọi đóng góp của cộng đồng giúp đỡ cho những nơi còn khó khăn. Thì hiểu theo nghĩa aspiration này, nó cũng khá giống với những cái idea của Radical Enlightenment nói lúc nãy. Thế nên là có một cái ông sử gia tên là Samuel Moy thì ông ấy gọi đây là The Last Utopia Standing. Nhưng mà, lại là nhưng mà, giống như vấn đề chủ quyền, thì nhân quyền trong công pháp quốc tế nó cũng thường là rất chung chung và không politically binding không có một cái authority tối cao nào để mà trừng phạt vi phạm nên cuối cùng thì gọi là quyền nhưng mà vẫn phải phụ thuộc xem là có ai cho cái quyền ý hay không hay nói cách khác thì khi có ai đấy claim rằng ông a có quyền bất khả xâm phạm x thường thì điều đấy có nghĩa là ông a chưa có x nhưng mà cho rằng mình phải có cái quyền x đó